Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn từ sáng hôm qua ở nhiều địa phương tỉnh thành phía Bắc. Và chị Hương Liên này, từ đêm qua đến hôm nay thì có những nơi nào mà mưa to không chị? Vâng, từ đêm qua đến hôm nay thì thủ đô Hà Nội chính là tâm mưa lớn của miền Bắc. Ở ngoại thành Chương Mỹ thì lượng mưa còn lên tới 304 mm. Cùng với các tỉnh thành khác này, khi mà nước sông lên này và mưa lớn thì sẽ cảnh báo ngập lụt, lũ quét cũng như là sạt lở đất. Vâng ạ, và như chị Liên có chia sẻ đó là ở Chương Mỹ, Hà Nội thì lượng mưa đặc biệt lớn là lên tới hơn 300 mm. Ngoài ra thì đêm qua còn có nhiều nơi tại miền Bắc tiếp tục có mưa lớn sau bão, có nơi mưa to đến hàng trăm mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong sáng nay. Mây ẩm phát triển dày đặc suốt đêm qua đến giờ, ở hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ chút mưa dồn dập. Trong đó từ Tây Bắc Bộ sang Đồng bằng Bắc Bộ mưa rất lớn. Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam lên tới 103 đến 178 mm. Cảnh báo ngập lụt sẽ tiếp diễn ở các khu vực trũng thấp, khu vực đô thị. Tại thành phố Hà Nội, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong cả ngày hôm qua đã khiến cho một số tuyến đường bị ngập úng, việc di chuyển của người dân cũng rất khó khăn. Giao thông trên nhiều tuyến đường bị tê liệt do các xe không thể di chuyển hoặc là bị chết máy. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Tú trong tối qua. Hiện tại tôi đã có mặt tại đường gom của đại lộ Thăng Long hướng ra khỏi thành phố. Như có thể thấy thì tuyến đường này đang ngập không khác gì một con sông. Các ô tô con khi đi qua đây có thể bị ngập đến ngang xe. Còn đối với các xe máy thì nguy cơ chết máy là rất cao. Hậu quả là giao thông đã bị tê liệt suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dù được liên tục yêu cầu quay đầu khỏi khu vực ngập úng, nhưng khi nhìn hàng xe ùn tắc kéo dài và chưa biết phải về nhà bằng đường nào, nhiều người đành chọn cách dắt bộ qua. Đến đây thì thấy tắc từ trên kia tắc xuống mà không thể đi được. Không như là đoạn đường nó ngập sâu như vậy. Mình đã có 1-2 lần chết máy rồi. Và trong mấy cái hầm chui bên trên kia đã bị chết máy 1-2 lần rồi. Thì chỉ biết dắt bộ đi về thôi chứ biết làm ra được nữa. Mưa lớn trên diện rộng cũng biến nhiều tuyến đường nội đô khác như Triều Khúc, Ngọc Hồi, Yên Nghĩa chìm trong nước. Việc đi lại trong khung giờ cao điểm cũng vì thế mà khó khăn hơn. Ôi, đằng kia bên trong kia tắc kinh luôn, nhưng lại đi ra đường gom cũng lại đến đây lại ngập. Nói chung là những xe mà sedan gầm thấp thì không nên đi qua. Đi qua chắc là khả năng là nằm giữa luôn. Dự kiến Hà Nội ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ bố trí lực lượng tại những điểm nóng ùn tắc, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời lên phương án cứu hộ phương tiện tại những điểm ngập sâu. Như vậy là tại Hà Nội đã có mưa to đến rất to suốt từ đêm qua và sáng nay dự báo trời tiếp tục có mưa lớn có thể gây ngập úng. Và chúng tôi đang kết nối trực tiếp với phóng viên Quốc Sáng đang có mặt ở ngoài hiện trường. Xin chào anh Quốc Sáng. Anh Sáng này, ngoài trời Hà Nội lúc này mưa lớn hơn không ạ? Và dự báo cụ thể hôm nay như thế nào ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khu vực đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngoài trời lúc này thì mưa đang tạm ngớt rồi. Thế nhưng mà ở cả hai phía của tuyến đường này thì vẫn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, khiến cho các phương tiện di chuyển gặp một chút khó khăn. Và cả đêm qua thì Hà Nội đã có mưa rất lớn. Đặc biệt là tại khu vực quận Hà Đông hay là Cầu Giấy thì lượng mưa đã lên tới hơn 100 mm. Và thậm chí ở khu vực ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ thì lượng mưa còn lên tới hơn 300 mm. Và dự báo trong ngày hôm nay thì Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục có mưa và có lúc có mưa to. Đặc biệt là thời gian mưa to lại rơi vào buổi sáng, sẽ khiến cho việc giao thông đi lại gặp khó khăn. Nhất là khi vào giờ cao điểm khoảng 1-2 tiếng nữa thì lượng phương tiện giao thông trên đường sẽ tăng cao. Vì thế mà quý vị cũng chú ý sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp để tránh tắc đường. Ngoài ra quý vị cũng lưu ý ở khu vực ngoại thành Hà Nội như là Quốc Oai hay Thạch Thất thì lũ trên sông Tích đang lên nhanh. Và ngày hôm qua thì đã có một người đàn ông bị lũ cuốn trôi. Vì thế mà quý vị cũng hết sức chú ý khi mà di chuyển qua các cung đường mà bị ngập hay là các ngầm tràn. Và tình hình mưa và lũ ở khu vực Hà Nội thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay của Chào Buổi Sáng ạ. Cảm ơn anh Quốc Sáng với thông tin vừa rồi. Thông tin chúng tôi mới nhận được, Sơn La đang ngập nặng ở nhiều nơi. Đêm qua lũ lên cao, nước chảy xiết tại nhiều khu vực, có nơi ngập sâu trong nước khoảng 1 mét, mất điện ở nhiều nơi. Và để có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Cao Viết Thịnh là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La. Xin chào ông ạ. Thưa ông, cụ thể tình hình mưa lũ lúc này như thế nào rồi ạ? Cho thời điểm này
thì trên địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của bão số 2 thì cả đêm hôm qua lượng mưa rất là lớn dồn dập về. Hiện nay là đã xảy ra ngập lụt rất là nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặc biệt là ở huyện Mai Sơn, ở thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn là ngập lụt đã trên cả bão số 3. Hiện nay đang có 40 hộ dân đang cần phải di chuyển và chúng tôi đang tập trung lực lượng để di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Vâng, vậy thì cụ thể thì các cấp chính quyền đang làm gì để có thể đảm bảo an toàn cho người dân ạ? Ngay trong đêm hôm qua chúng tôi đã tập trung chỉ đạo tới các huyện, thành phố bởi vì thiên tai xảy ra trên rất nhiều huyện trên toàn tỉnh. Do đó chúng tôi yêu cầu các huyện là phải tập trung lực lượng tại chỗ để khắc phục rồi là ứng phó các cái sự cố thiên tai xấu xảy ra. Đặc biệt là các cái vùng mà ngập lụt của các nơi cầu tràn gần lụt, chúng tôi cho cảnh báo để cấm người dân đi lại để đỡ ảnh hưởng thiệt hại đến người. Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin cập nhật vừa rồi ạ. Thưa quý vị, những trận mưa hàng trăm mm đã đổ xuống miền Bắc, nước đổ dồn về các sông khiến cho lũ đang lên nhanh, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Ngay tại Hà Nội, trên sông Tích, qua Thạch Thất và Quốc Oai vẫn đang tiếp tục lên. Hôm nay có thể vượt mức báo động 1 từ 30 cho đến 40cm. Tại Nam Định, lũ cũng đang lên nhanh. Dự báo hôm nay trên sông Ninh Cơ có thể đạt đỉnh mức báo động 1. Còn sông Đào có thể vượt mức báo động 3 khoảng 10cm. Ngoài ra, trên các sông suối nhỏ ở vùng lũ cũng đang lên nhanh. Cảnh báo trong sáng nay trên sông Nậm Pàn qua Sơn La, sông Bùi qua Hòa Bình có thể vượt báo động 3. Hà Nội mưa to đến rất to suốt từ hôm qua. Sáng nay dự báo trời tiếp tục mưa lớn, thế là có thể gây ngập lúng úng. Và chúng tôi tiếp tục kết nối trực tiếp với phóng viên Quốc Sáng đang có mặt ở ngoài hiện trường. Lúc này thì đường phố Hà Nội đã ngập nhiều không và dự báo các phương tiện đi lại sáng nay chắc là khó khăn. Cụ thể thế nào với anh Quốc Sáng? Vâng, xin chào trường quay và quý vị khán giả. Ngoài trời thủ đô Hà Nội lúc này thì đã bắt đầu có mưa trở lại và bầu trời vẫn đầy mây ẩm. Trời mưa thì khiến cho việc giao thông đi lại của mọi người gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vào lúc này thì lượng phương tiện giao thông trên đường cũng đã bắt đầu tăng cao. Như quý vị có thể thấy là khu vực đường Trần Duy Hưng tôi đang đứng thì lượng phương tiện rất là đông và rất là nhiều xe ô tô. Do là trời mưa, mọi người di chuyển bằng ô tô cũng nhiều hơn. Những người đi bằng xe máy thì cũng khá là vất vả khi mà phải di chuyển dưới trời mưa, gặp mặc những chiếc bộ áo mưa rất là vướng víu và khó chịu. Và dự báo trong ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục có mưa và trong buổi sáng thậm chí là còn có lúc có mưa to. Vì thế mà quý vị cũng chú ý sắp xếp thời gian di chuyển sao cho phù hợp để tránh tắc đường, vì trời mưa như thế này thì sẽ khiến cho việc nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội sẽ rơi vào cảnh ùn tắc và khiến cho việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ngoài ra thì như quý vị cũng có thể thấy là ô tô trên đường thì rất là nhiều và tầm nhìn khi mà mưa thì cũng bị hạn chế. Vì thế mà quý vị cũng chú ý lái xe an toàn. Ở khu vực ngoại thành Hà Nội thì như đoạn qua Quốc Oai hay là Thạch Thất thì quý vị cũng lưu ý là lũ trên sông Tích đang dâng cao và có khả năng gây ngập úng ở một số tuyến đường cũng như các ngầm tràn. Vì thế cũng hết sức chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay của Chào Buổi Sáng ạ. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi. Và hôm nay trời mưa thì những người tham gia giao thông như ô tô hay xe máy thì cũng cần di chuyển với tốc độ chậm để có thể bình tĩnh và xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài tại Hòa Bình từ hôm qua trên tuyến quốc lộ 6 thì đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, cây gãy đổ, đá lăn, đá lở gây mất an toàn giao thông. Tại dốc Pun, khu vực đèo Đá Trắng là những địa bàn đã và đang tiềm ẩn nguy cơ đất đá sạt trượt. Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ đặt biển cảnh báo và khắc phục tạm thời. Và để đảm bảo an toàn giao thông thì các lái xe nên đi chậm, không phanh gấp, không lấn làn, hạn chế di chuyển qua các tuyến địa bàn có nguy cơ sạt trượt trên quốc lộ 6 khi mà thời tiết vẫn bất lợi. Mưa to liên tục tại tỉnh Sơn La đang làm sạt lở ta luy, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều nơi. Trên các quốc lộ 6, 37, 43, 32B và 279D, sạt lở ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống rãnh tại hơn 130 vị trí với khối lượng đất đá sạt lở gần 10.000 mét khối. Trên các tuyến đường tỉnh thì cũng ghi nhận hơn 380 vị trí sạt lở ta luy âm, ta luy dương, khối lượng đất đá sạt lở gần 40.000 mét khối. Ngành giao thông tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị khẩn trương khắc phục, trực chốt, hướng dẫn người dân đi lại đảm bảo an toàn.